Một số câu hỏi liên quan tới hướng Tây Tứ Trạch. Bên cạnh xác định được quái số và hướng nhà dành cho người Tây Tứ Mệnh, cũng có những câu hỏi được quan tâm. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi liên quan đến việc chọn hướng Tây Tứ Trạch khi mua hoặc xây nhà, và bạn có thể tìm thấy câu trả lời dưới đây để giải đáp thắc mắc của mình. Tây Tứ Trạch hướng nào tốt nhất? Theo quan điểm phong thủy, sinh khí được coi là hướng tốt nhất, mang theo ý nghĩa thịnh vượng trong sự nghiệp, hút tài lộc và thuận lợi cho sự phát triển. Khi chọn hướng sinh khí, người dùng có thể mong đợi sự thăng tiến không ngừng trong công việc và danh tiếng của họ. Trong hệ thống Tây Tứ Trạch, các hướng sinh khí tương ứng với các cung càn, hôn, đoài và cấn, mà thậm chí còn có liên quan với các hướng như Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam. Hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng nào? Có một điều bạn dễ dàng nhận ra, đó là Tây Tứ Mệnh và Đông Tứ Mệnh gồm 4 hướng khác nhau. Nếu hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây là hướng tốt của Tây Tứ Mệnh, thì 4 hướng thuộc Đông Tứ Mệnh lại là hướng xấu trong Tây Tứ Trạch. Đó chính là Bắc, Đông, Đông Nam, Nam thuộc cung tuyệt mệnh, lục sát, ngũ quỷ, họa hại. Mệnh Tây Tứ Trạch ở nhà hướng Nam được không? Có một quan niệm phổ biến rằng nhà hướng Nam không làm cũng có ăn, ngụ ý rằng hướng Nam được xem là tốt nhất để xây dựng nhà. Tuy nhiên, hướng Nam thường được coi là phù hợp với người thuộc Đông Tứ Mệnh và không hoàn toàn phù hợp với người thuộc Tây Tứ Mệnh. Trong thực tế, người Tây Tứ Mệnh vẫn có thể xây nhà theo hướng Nam. Câu nhất vị, nhị hướng thể hiện rằng hướng nhà không phải là yếu tố duy nhất quyết định vận may và tài lộc của gia chủ. Thay vào đó, vị trí cụ thể và thế đất là quan trọng nhất. Nếu hướng nhà không lý tưởng, có thể khắc phục bằng cách thiết kế và bố trí thông minh bên trong ngôi nhà, cũng như quản lý cảnh quan xung quanh để tạo điều kiện tốt cho phong thủy. Tây Tứ Trạch đặt bếp hướng nào? Theo phong thủy bát trạch, việc đặt bếp thường nên tọa vị tại một trong 4 phương vị xấu, đó là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát và họa hại, tuân theo trạch mệnh của gia chủ để trấn áp hung khí xấu trong bếp. Với gia chủ thuộc Tây Tứ Mệnh nên tọa bếp ở Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Đồng thời, hướng đặt bếp cũng nên hướng về phương tốt lành để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển và tài lộc của gia chủ. Việc này giúp đảm bảo rằng không gian bếp không chỉ thực hiện các yếu tố phong thủy mà còn đảm bảo cung cấp năng lượng tích cực cho gia đình. Tây Tứ Trạch đặt bàn thờ hướng nào? Hướng đặt bàn thờ thường được xác định dựa trên hướng mà bàn thờ nhìn ra. Khi chọn hướng đặt bàn thờ, phong thủy là yếu tố quan trọng và nó nên dựa trên mệnh của chủ gia đình. Nếu gia chủ thuộc Tây Tứ Trạch, hướng đặt bàn thờ nên tuân theo các hướng phù hợp, bao gồm Tây Bắc, cung càn, Tây Nam, cung khôn, Tây, cung đoài và Đông Bắc, cung cấn. Việc này giúp tạo điều kiện tốt hơn cho phong thủy và tôn trọng quan niệm truyền thống. Hướng giường ngủ Tây Tứ Trạch là hướng nào? Trong phong thủy, giường ngủ được coi là nơi tiếp nạp sinh khí quan trọng nhất trong ngôi nhà. Giường ngủ nên được đặt ở vị trí hướng cát hoặc hướng mệnh của bản mệnh của gia chủ. Nếu gia chủ thuộc Tây Tứ Mệnh thì theo quan niệm phong thủy, có thể lựa chọn đặt giường ngủ ở hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam để tạo điều kiện phù hợp cho sự cân bằng và tài lộc. Việc đặt giường ngủ theo hướng này thường được gọi là giường mệnh tương xứng và được xem là rất quan trọng để tạo điều kiện tốt nhất cho sức khỏe, tài lộc.